Thủy Hử là một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Hoa. Tác giả của bộ tiểu thuyết này vẫn còn gây tranh cãi, không biết rằng giữa Thi Nại Am và La Quán Trung ai mới là tác giả thật sự, vì hầu hết trong các ấn phẩm đều có chữ ký của một trong hai người. Tuy nhiên, giả thuyết Thi Nại Am là tác giả của Thủy Hử được nhiều người công nhận nhất. Cuối thời nhà Nguyên, Trương Sĩ Thành lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa nông dân. Thi Nại Am đã tham gia, làm mưu sĩ dưới trướng ông ta. Về sau, thấy Trương Sĩ Thành đam mê tiểu sắc, không nghe can gián, Thi Nại Am về ẩn cư và viết Thủy Hử. Lấy bối cảnh từ sự việc có thật là cuộc khởi nghĩa của Tống Giang vào cuối thời Bắc Tống. Tống Giang đã dẫn quân đi cướp bóc, không ai ngăn cản được. Triều đình nhà Tống đã lệnh cho tướng Trương Thúc Dạ cầm binh đi đàn áp, bắt sống được phó thủ lĩnh. Thấy binh sĩ không còn lòng dạ chiến đấu nên Tống Giang đã đầu hàng. Triều đình trọng dụng Tống Giang, lệnh đi đánh dẹp cuộc khởi nghĩa của Phương Lạp. Từ câu chuyện này, Thi Nại Am đã thêm thắt rất nhiều tình tiết hư cấu, đưa thêm vào chuyện nhiều nhân vật mà mình quen biết dưới trướng Trương Sĩ Thành và biến họ thành các vị hảo hán lương sơn bạc. Tương truyền, La Quán Trung là học trò của Thi Nại Am. Sau khi Thi Nại Am đã sáng tác xong 70 hồi của Thủy Hử, một bản sao đã lọt đến tay Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, thời điểm đó vừa lập ra nhà Minh. Sau khi Minh Thái Tổ đọc qua Thủy Hử đã nổi trận lôi đình vì thấy sách có mưu đồ xúi dân làm loạn, cho quân đến bắt giam Thi Nại Am và hạ lệnh phải viết tiếp đoạn sau kể về việc lương sơn bạc bị dẹp, nếu không sẽ bị xử tội. Thi Nại Am lo lắng, bèn cho gọi La Quán Trung tới nhà lao cùng bàn bạc. Hai người cùng nhau thống nhất ý tưởng viết Hậu Thủy Hử, kể việc thất bại của quân Tống Giang. Sau một năm, Hậu Thủy Hử hoàn thành. Hài lòng với cái kết của Thủy Hử truyện, Minh Thái Tổ ra lệnh phóng thích Thi Nại Am giữa năm 1369. Vài tháng sau khi tại ngoại, đau đớn về tinh thần lẫn thể xác, Thi Nại Am qua đời năm 1370. Để tưởng nhớ sư phụ Thi Nại Am, La Quán Trung đã hoàn thành bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bộ tiểu thuyết này cũng là một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Hoa. Sau đó, La Quán Trung quyết định chỉnh sửa và bổ sung một số chi tiết trong tiểu thuyết Thủy Hử. Có lẽ đây chính là lý do khiến một số nhân vật trong Thủy Hử có những nét tương đồng với nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết nên không hoàn toàn chính xác. Việc La Quán Trung có tham gia viết Hậu Thủy Hử và biên tập lại Thủy Hử hay không vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi tại Trung Quốc. Câu chuyện lấy bối cảnh thời Hoàng đế Tống Chiết Tông. Bắt đầu với nhân vật là con nhà lông bông mất dạy, tên Cao Cầu. Hắn sống bám vào những tay chơi bời lêu lổng để kiếm tiền xài, chỉ giỏi được trò thổi sáo và đá cầu. Không ai muốn dung túng cho hắn sống nhờ trong nhà, Cao Cầu liên tục bị chuyển đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng được chuyển đến phủ của Vương Tấn Khanh, anh rể của Hoàng đế Tống Chiết Tông. Người này cho phép Cao Cầu ở lại trong phủ làm người hầu. Một hôm, Đoan Vương, em trai của Tống Chiết Tông, sang phủ Vương Tấn Khanh dự tiệc. Thấy Cao Cầu đá cầu cực giỏi nên xin phép Vương Tấn Khanh giữ hắn ở lại phủ mình. Từ đó, Đoan Vương để cho Cao Cầu hầu hạ thân mật bên trong cung cấm, không rời một bước bất kể ngày đêm. Vài tháng sau, Tống Chiết Tông qua đời mà không có con trai nối dõi. Đoan Vương được chọn làm người kế vị, tức là Tống Huy Tông. Nhờ việc Đoan Vương lên ngôi thiên tử, Cao Cầu từ đó cũng được thăng chức, trong nửa năm trời đã lên chức thái úy. Trong ngày bái yết thái úy mới, ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ có giáo đầu Vương Tiến do bị bệnh nên không đến được. Vốn có hiềm khích với cha của Vương Tiến, Cao Cầu quyết định sẽ xử tội cả nhà. Biết không thể thoát nổi, mẹ con Vương Tiến sửa soạn hành lý rồi bỏ trốn khỏi kinh thành, hướng về phủ Duyên An. Cao Cầu tức giận phát lệnh truy nã mẹ con Vương Tiến. Đi được hơn một tháng, mẹ con đã gần đến nơi. Vương Tiến xin tá túc tại Sử Gia Trang. Với võ nghệ cao cường, con trai gia chủ là Sử Tiến rất khâm phục, bái ông làm sư phụ. Từ đó, hàng ngày Vương Tiến bắt Sử Tiến học tập 18 thứ võ nghệ, giảng dạy kỹ càng, luật phép nghiêm chỉnh. Ít lâu sau, Vương Tiến thấy võ nghệ của Sử Tiến có tiến bộ vượt bậc nên từ giã, cùng mẹ Tiến về phủ Duyên An. Nửa năm sau, cha Sử Tiến bệnh nặng qua đời, Sử Tiến buồn bã, không thích công việc của gia đình nữa, đêm ngày tìm người thi tài đấu võ. Gần Sử Gia Trang có núi Thiếu Hoa, ở đó có một toán cướp, có ba tên cầm đầu là Chu Vũ, Trần Đạt và Dương Xuân. Toán cướp định đi cướp lương thực tại huyện Hoa Âm, nhưng để đến đó phải đi ngang qua Sử Gia Trang. Trần Đạt không tin Sử Gia Trang có anh hùng võ nghệ tài giỏi nên dẫn quân đến đánh, cuối cùng bị Sử Tiến đánh bại và bị bắt. Chu Vũ quyết định dùng khổ kế, ông ta và Dương Xuân liền đến Sử Gia Trang, quỳ xuống cầu xin Sử Tiến thả Trần Đạt. Sử Tiến cảm động vì tình huynh đệ của ba người nên tha cho Trần Đạt. Từ đó, Sử Tiến với ba người kia trở nên thân thiết. Hai bên thường gửi quà và mở tiệc đãi nhau. Nhưng rồi ngày nọ, một người thợ săn tên Lý Cát phát hiện được chuyện Sử Tiến giao du với bọn cướp, đem tin báo quan huyện Hoa Âm.
Sử gia trang bị bọn lính bao vây, Sử Tiến bèn châm lửa đốt thôn. Cả bốn người cùng bọn Lâu La và gia nhân lui về núi Thiếu Hoa. Không cam lòng trở thành cướp, Sử Tiến quyết định để bọn gia nhân ở lại núi cùng với bọn cướp, còn mình thì thu xếp hành lý đi tìm sư phụ Vương Tiến. Trên đường đi, Sử Tiến làm quen được Lỗ Đạt, là đề hạt tại phủ Kinh Lược. Sử Tiến lại gặp lại người ngày trước đã từng dạy võ cho mình là Lý Trung. Ba người cùng nhau vào tửu điếm để nói chuyện. Tại đây, Lỗ Đạt nghe câu chuyện hai cha con họ Kim bị tên chủ hàng thịt ức hiếp. Ông nổi giận, thu xếp cho cha con họ trở về quê, còn mình thì đến gặp chủ hàng thịt Trịnh Đồ. Lỗ Đạt liên tục ra những yêu cầu để chọc giận ông ta, như thái 10 cân thịt nạc không dính mỡ, cắt 10 cân thịt mỡ không dính nạc, thái nhỏ 10 cân sườn không dính thịt. Trịnh Đồ giận bừng bừng lao vào đấm Lỗ Đạt. Tuy nhiên, chỉ với ba đấm, Lỗ Đạt đã đưa Trịnh Đồ về chầu ông bà. Vì phạm tội giết người, Lỗ Đạt bị truy nã và phải bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, ông gặp lại cha con họ Kim. Lỗ Đạt được triệu viên ngoại giới thiệu đến văn thù viện tại núi Ngũ Đài và trở thành nhà sư. Lỗ Đạt được trưởng lão đặt cho pháp danh là Lỗ Chí Thâm. Tại chùa, Chí Thâm nằm ngủ sóng sượt, ngáy như sấm động, phóng uế khắp nơi, bẩn thỉu không ai chịu được. Lại cướp rượu để uống rồi đánh hết người này đến người khác, làm ầm ĩ cả chùa, chỉ có trưởng lão là ông có phần nể sợ. Chí Chân trưởng lão nghiêm trách rằng nếu không chừa sẽ không dung túng cho ở chùa nữa. Một hôm, Chí Thâm lén ra khỏi chùa, đến lò rèn yêu cầu làm một cây quyền trượng nặng 62 cân và một thanh giới đao, rồi lại tiếp tục đi uống rượu và ăn thịt chó. Trở về chùa bị cấm cửa, Chí Thâm lại làm loạn trong chùa, đánh nhau với chư tăng. Trưởng lão không dung thứ nữa, viết một lá thư để gửi Chí Thâm sang chùa Đại Tướng Quốc. Ông từ giã mọi người, đến tiệm rèn để lấy vũ khí rồi lên đường sang chùa mới. Trên đường đi, Chí Thâm xin tá túc tại nhà của ông Lưu Thái Công, biết con gái ông này bị ép gả cho Chu Thông, là một trong hai tên đại vương của núi Đào Hoa. Chí Thâm quyết định giúp đỡ, ra tay đánh bại Chu Thông cùng đám Lâu La của hắn. Tên đại vương còn lại nghe huynh đệ bị đánh, liền dẫn quân đến bắt Chí Thâm. Đến nơi, Chí Thâm giật mình nhận ra tên đại vương còn lại chính là Lý Trung. Anh em gặp lại nhau mừng rỡ vô cùng. Lý Trung mời Chí Thâm cùng Lưu Thái Công lên sơn trại chơi. Gặp Chu Thông, Lý Trung liền giải thích mọi chuyện. Chí Thâm cũng khuyên nên từ bỏ đám cưới. Chu Thông nghe theo. Ở chơi vài ba hôm, Chí Thâm xem chừng hai người này không phải là hảo hán nên xin từ biệt, không quên trộm ít báu vật của họ. Trên đường đi, Chí Thâm gặp hai tên sơn tặc là Thôi Đạo Thành và Khưu Đạo Nhân đang giả danh nhà sư chiếm chùa. Vừa mệt vừa đói nên Chí Thâm không đánh lại hai tên này. May mắn gặp lại Sử Tiến, hai người đã hợp sức giết chết hai tên sơn tặc rồi lại từ biệt. Sử Tiến không tìm được thầy nên đành trở về núi Thiếu Hoa, còn Chí Thâm tiếp tục đến chùa Đại Tướng Quốc.